nghe khanh nói là máu chảy khắp phòng thiên vũ bỗng giật mình anh bị thương ở tay cùng lắm là máu thấm đỏ băng gạc hưng ly băng bó cho anh làm gì có chuyện máu chảy khắp phòng theo ánh mắt của khanh anh nhìn xuống sàn nhà thấy ngay vị trí bạch vân vừa ngồi có nham nhở dấu dép bằng máu còn mới anh theo dấu dép từ chỗ cô ngồi đi tới cửa gương mặt của anh cũng lập tức tái mét chết tiệt là bạch vân bị thương con người này bị đứt mấy dây thần kinh cảm giác rồi hay sao? Máu chảy nhiều như vậy mà không hề có biểu hiện gì ngoài mặt. Không kịp suy nghĩ, Thiên Vũ lao nhanh ra khỏi phòng như tên bay. Phòng làm việc của anh nằm ở tầng 5. Ấn một lúc, không thấy cửa thang máy mở. Anh không đủ kiên nhẫn chờ đợi mà lập tức di chuyển xuống dưới bằng cầu thang bộ theo cách chẳng giống ai. Khanh suy đoán có chuyện chẳng lành xảy ra với Thiên Vũ nên anh lập tức chạy theo. Khanh là bạn học cùng lớp với Thiên Vũ và Bạch Vân. Học xong cấp 3, Khanh không vào đại học mà theo nghiệp của gia đình buôn bán đồ cổ. Khi Thiên Vũ còn đang du học tại Trung Quốc, anh đã không ít lần nhờ Thiên Vũ giúp đỡ trong việc săn lùng đồ cổ. Hai người từng tới làng gốm xứ cảnh Đức Trấn không ít lần và lần nào tới đó, hai người cũng ghé xưởng sản xuất gốm xứ của tiền bối A Hào để tham quan, tìm hiểu cách tạo ra một sản phẩm có giá trị cao nhất thế giới và anh cũng từng mua sản phẩm gốm sứ của tiền bối A Hào về bán cho giới thượng lưu tại Việt Nam hơn một tháng trước Thiên Vũ nói với anh công ty gốm sứ thành công tại Bình Dương được tiền bối A Hào chuyển lại bí quyết Tráng Men họ muốn hợp tác với công ty Tràng An cả anh và Thiên Vũ đều không ai tin trước hết đây là nghề gia truyền độc nhất vô nhị trên thế giới nếu ông có chuyển lại ông cũng sẽ chuyển cho con cháu trong nhà Chẳng có lý do gì ông lợi truyền cho người xa lạ. Thứ hai, mỏ nguyên liệu cao lanh chất lượng tốt nhất thế giới thuộc quyền quản lý của công ty Tràng An cũng sắp mang cạn kiệt. Nếu mà hợp tác với công ty Thành Công, cung cấp nguyên liệu và kỹ thuật tạo hình sản phẩm cho công ty này, thì công ty Tràng An phải ngừng sản xuất các mặt hàng gốm xứ cao cấp. Chính vì vậy mà trước lời đề nghị hợp tác của ông Thành Công, Thiện Vũ không hề có nhã hứng. Nhân dịp công tác tại Sài Gòn, Thiện Vũ tiện đường, ghé công ty thành công để xem xét hôm nay khanh tới đây để hỏi thiên vũ về kết quả của cuộc gặp gỡ giữa công ty thành công thế nào anh còn chưa kịp hỏi đã thấy phòng làm việc của thiên vũ như một bãi chiến trường còn thiên vũ thì trong tình trạng bị thương là bạn thân khanh không thể để thiên vũ một mình đối mặt với nguy hiểm nên anh đã chạy theo thấy thiên vũ không đủ kiên nhẫn chờ đợi thang máy và di chuyển bằng cầu thang bộ không những vậy Thiên Vũ còn dùng tay đu từ tay viện cầu thang tầng này xuống tay viện cầu thang tầng kia giống như người nhện khiến Khanh thoát tim. Anh nói với theo Thiên Vũ Cậu gặp phải cao nhân hay sao mà cậu giỏi võ như vậy lại không đánh lại hắn gọi báo chú Nhật chặn hắn trước cái đã. Mọi sự chú ý của Thiên Vũ lúc này đổ dồn về Bạch Vân Cô đang bị thương ở đâu mà máu chảy nhiều như vậy? Có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Khi anh chạy xuống dưới, Vừa lúc nhìn thấy Bạch Vân vừa lên xe taxi, ánh mắt thất thần của anh nhìn theo chiếc taxi rời đi. Khanh chạy xuống tới nơi, vừa không người thở dốc, vừa hỏi Thiên Vũ. Hắn tẩu thoát rồi à? Thiên Vũ không đáp lại mà đứng bất động như vậy. Khanh liền đi tới trước mặt của anh, thấy hai hàng nước mắt của Thiên Vũ trang chảy xuống. Khanh không tin vào mắt của mình, mà đưa hai tay lên rụi mắt. Có phải là cậu đang khóc không Vũ? Thiên Vũ không đáp lại mà vội đưa tay quyệt ngang má khiến Khanh nổi khùng. Cậu phải nói cho tớ nghe ai làm cho cậu ra nông nỗi này tớ mới biết đường mà giúp cậu được chứ. Người anh yêu người mà anh tìm kiếm suốt 8 năm qua đi lấy chồng con của cô đã học tiểu học ai có thể trả lại cho anh một bảnh vân xinh đẹp ngây thơ yêu anh điên cuồng như ngày xưa ai có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Sau một hồi im lặng Thiên Vũ buồn bã đáp Cậu hay bất kỳ ai khác Cũng không giúp được tớ đâu Cậu đừng có khinh thường tớ Cậu nói rõ xem Hắn là đại ca phương nào Mà khiến cậu dán tới mức không dám nhắc tên như thế Nghe hai từ Bạch Vân Thốt ra từ miệng của Thiên Vũ Khanh chợt hiểu ra ngọn nguồn Tất cả mọi chuyện Chẳng có ai dám cả gan tới phòng làm việc Của Thiên Vũ phá phách Giữa ban ngày ban mặt như thế Chẳng có ai dám đánh một thiên vũ giỏi võ tới mức bị thương như vậy. Chẳng có ai khiến một người điềm đạm như thiên vũ, lo lắng tới mức không đủ kiên nhẫn chờ đợi thang máy, mà bất chấp nguy hiểm, di chuyển theo cách không phải dành cho người xuống cầu thang bộ như thế. Cũng chẳng có ai khiến một người đàn ông mạnh mẽ như thiên vũ rơi lẻ cả. Người duy nhất khiến thiên vũ trở nên như vậy, chỉ có thể là Bạch Vân. Thiên vũ vừa dứt lời, Khanh liền chạy vội lấy xe, sau đó anh lái xe tới trước mặt Thiên Vũ, mở cửa bên ghế phụ nói. Giọng điệu của anh cũng rất gấp gáp. Nhanh lên xe đi. Thầy Thiên Vũ vẫn đứng im như trời trồng không nhúc nhích, khanh cao giọng. Nhanh lên xe, để tớ chạy theo Vân không mất dấu đấy. Thầy Thiên Vũ vẫn đứng im không nhúc nhích, khanh bất đăng sĩ xuống xe ôm ngang người Thiên Vũ, nhét ngồi vào trong ghế phụ, sau đó đóng cửa lại. Lúc ngồi vào xe, anh buông lời oán trách tám năm qua cậu đi tìm vân thế nào nghe ngóng tin tức về cậu ấy ra sao cậu không nhớ hay sao mà khi cô ấy tìm tới tận đây để gặp cậu cậu để cô ấy đi dễ dàng như vậy khanh chưa kịp lái xe rời đi thiên vũ liền đẩy cửa xuống xe sau đó anh đi một mạch lên phòng làm việc của mình khiến khanh cũng phải xuống xe đi theo anh vừa vào phòng khanh liền tra hỏi tóm lại cậu và vân vừa xảy ra chuyện gì Nói tớ nghe xem nào Vân bỏ tớ đi lấy chồng rồi Con của cô ấy Bây giờ đã học tiểu học Vân tới đây Chỉ để nói cho cậu biết rằng Cô đã lấy chồng Có con lớn học tiểu học rồi hay sao Không phải Thế sao cậu biết cô ấy có chồng có con rồi Cậu nhớ tháng trước Tớ có nói là tớ sẽ vào Sài Gòn chỗ anh Hải Sẽ ghé Bình Dương Xem thực hư người của công ty thành công Được tiền bối A Hào chuyển nghề không mục đích hôm nay tớ tìm gặp cậu để hỏi về vụ đó đây người được tiền bối a hào truyền nghề chính là vân cậu gặp cô ấy lâu rồi vậy mà không nói năng gì với tớ là thế nào hôm đó tớ vừa tới công ty thành công thì chồng cô ấy báo tin là con của cô ấy bị lên cơn động kinh tại trường học tớ còn chứng kiến cô ấy bị người ta tới tận công ty đánh ghen rồi chính tớ là người chở vợ chồng cô ấy tới trường tiểu học với con của họ nữa nhưng mà lúc đó Vân mặc đồ bảo hộ lao động Mặt mũi đeo khẩu trang kín mít Nên tớ không nhận ra cô ấy Cậu bảo với tớ Là cậu thích nhất đôi mắt biết cười của Vân cơ mà Thế mà nhìn vào đôi mắt của cô ấy Cậu không nhận ra sao Lúc đó căn bản là tớ không để ý cô ấy vào mắt Với cả tớ không nghĩ là Vân lại đi làm công nhân như vậy Mà lạ nhỉ Bố cô ấy làm bộ trưởng Mà để cô ấy làm công nhân là sao tớ cũng không biết. Hôm trước xem thời sự, Thấy cậu dám chất vấn tay đôi với bác ấy cơ mà. Là cậu giận cá chém thớt hay sao? Tại vì lần nào tôi tới nhà hỏi thăm Vân, cũng bị vợ chồng bác ấy cho ăn quả bơ. Con gái người ta lấy chồng rồi, người ta bơ cậu không đúng sao? Cậu gai gắt như vậy, không sợ bác ấy chiếu tướng mấy công ty nhà cậu à? Thì bác ấy chỉ cần trả lời tớ là Vân đi lấy chồng rồi, có cần thiết phải lảng tránh tớ như vậy hay không? Trong chuyện này, Khanh không rõ sự tình nên anh không có ý kiến. Anh chuyển chủ đề. Hôm nay Vân ra bàn chuyện hợp tác, cũng nhận ra cô ấy chứ gì? Thiên Vũ thừa nhận, gật đầu, Khanh liền truy hỏi. Tám năm, hai người mới gặp nhau, lẽ ra quần áo phải bay loạn xạ chứ? Tại sao đồ đạc lại bay loạn xạ thế này? Cậu còn làm cho Vân bị thương nữa kia? Tôi không biết là cô ấy bị thương. Máu chảy thành vũng như vậy, mà cô ấy không hiểu biểu hiện gì, hay sao mà cậu không biết? Thiền Vũ khẽ lắc đầu. Thế có đúng là Vân được tiền bối A Hào chuyển nghề không? Tớ không biết bởi vì không đạt được thỏa thuận hợp tác nên tớ không kiểm nghiệm được tay nghề của cô ấy. Xem có đúng là cô ấy được tiền bối A Hào chuyển nghề hay không nữa. Cô đặt ra điều kiện hợp tác thế nào mà không đạt được? Cô ấy đòi ăn chia lợi nhuận 50-50. Bạch Vân rời khỏi công ty gốm xứ Tràng An với một trái tim tan nát tám năm qua nhờ có niềm tin và tình yêu với thiên vũ mà giúp cô vượt qua mọi khó khăn mặc dù biết anh không còn nữa lẽ ra biết tin anh còn sống cô phải vui vẻ hạnh phúc tột cùng thế nhưng từ lúc biết tin anh còn sống từ lúc gặp lại cô lại có cảm giác đau đớn thất vọng xen lẫn hận thù tràn trề mặc dù cô tự nhủ cứ xem như cô chưa từng biết tin anh còn sống cứ xem như cô chưa từng gặp lại anh thế nhưng hình ảnh anh thân mật với người phụ nữ khác ngay trước mặt mình cả ánh mắt lẫn lời nói khinh miệt anh dành cho cô giống như mảnh vỡ thủy tinh găm sâu vào tim cô khiến cô chỉ thở nhẹ thôi cũng cảm thấy đau nhói cô cố gắng ngẩng cao đầu hiên ngang đi ra khỏi công ty tràn an thế nhưng lúc cánh cửa xe taxi đóng lại cô không kìm được bật khóc nức nở thấy bạch vân lên xe không nói gì mà chỉ khóc thêm chuyện thấy cằm cô dính máu bác tài xế nghĩ là cô đánh nhau với người trong công ty chẳng an nên tự động lái xe rời đi chạy được một đoạn không thấy ai đuổi theo bác tài xế mới lên tiếng hỏi cô muốn đi đâu đây đầu óc của bạch vân bỗng trống rỗng không biết đáp lại lời bác thế nào mục đích ra hà nội của cô thất bại khiến cơ hội quay về chuộc tội với bố mẹ mình xa vời không những vậy cô còn nhận ra cuộc đời quá bạc bẽo người yêu cô vẫn còn sống không những vậy hiện tại anh đã có người phụ nữ khác động lực duy nhất giúp cô vượt qua mọi sóng gió mọi khó khăn trong cuộc sống là tình yêu cô dành cho thiên vũ đã không còn nữa con đường phía trước cô đi mê mù sang kín lối cô không biết phải vượt qua thế nào cô chỉ muốn về nhà quỳ gối trước mặt ông hải anh và bà hồng nhung cầu mong hai người tha thứ cho lỗi lầm của mình cô muốn nói với họ rằng cô đã sai vì đã yêu tin nhầm người vậy nên sau một hồi ngơ ngác cô bảo bác tài xế chạy về địa chỉ nhà ông hải anh và bà hồng nhung khi xe taxi dừng trước căn biệt thự quen thuộc bạch vân lại không có can đảm để xuống xe bác tài xế thấy vậy đưa cho cô một tờ giấy rồi nói cháu lo vết máu ở cằm trước đã rồi hãy xuống đây là nhà của cháu sao nghe tới vết máu ở trên cằm bạch vân nhớ lại có lẽ là máu của thiên vũ lúc anh dùng tay nâng cằm cô lên Cô đáp lại lời của bác tài xế Dạ, đây là nhà của bạn cháu Chắc là giờ này bạn cháu đi làm rồi Bác đứng ở đây giúp cháu một lúc nhé Chỗ này không được đỗ xe lâu đâu 5 phút được không ạ? À? Được Bạch Vân tranh thủ giây phút ngắn ngủi Để ghi nhớ ngôi nhà đã từng thân thuộc với cô tới từng chi tiết 5 phút ngắn ngủi trôi qua thật nhanh Bác tài xế lại hỏi Bạch Vân Bây giờ cháu đi đâu? cho cháu ra sân bay ạ. À? Cô cứ tưởng giờ này bà Hồng Nhung đi dạy rồi. Không ngờ lúc xe taxi lan bánh, cô nhìn thấy bà chở cô An giúp việc của gia đình bằng chiếc xe mây bách quen thuộc. Qua lớp kính xe, cô chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt của bà. Cô rất muốn nói với bác tài xế dừng xe để cô chạy tới ôm bà một cái cho thỏa nỗi nhớ trong suốt 8 năm qua. Thế nhưng cô cố mãi vẫn không bật ra được lời nào. Hai hàng nước mắt cứ thế ứa ra cổ họng nghẹn đắng. Rời khỏi Hà Nội, lần này tâm trạng của Bạch Vân chẳng khá hơn 8 năm trước là mấy. Nếu như lần trước cô tuyệt vọng về cái chết của Thiên Vũ, thì lần này cô tuyệt vọng khi biết anh còn sống, nhưng anh đã hoàn toàn thay đổi cả tâm lẫn tính. Điểm giống nhau duy nhất đó để cô tiếp tục lúc này và khi xưa là cô con gái an nhiên bé bỏng của mình. Bị chuyến bay bị delay nên Bạch Vân về tới nhà trọ đã hơn 10 giờ tối. Cô vừa xuống xe taxi học Liền đi tới Xách ba lô hành lý giúp cô Chờ em lâu quá Mẹ anh cho bé An Nhiên ngủ trước rồi Bạch Vân vừa đưa ba lô cho học Xách dùm mình vừa nói Sao anh không ngủ sớm đi Mà còn phải đi làm Một tay học vừa cầm ba lô của Vân đưa Một tay anh bất chợt nắm lấy tay của cô Anh không ngủ được Bất ngờ với hành động của học Nên Bạch Vân có chút sợ hãi Vội thu tay lại Anh xin lỗi vì đã làm em sợ Bạch Vân luống cuống không biết đáp lại Học thế nào, Học chỉ xuống ghế đá, kê trước dãy nhà trọ nói: "Em có thể ngồi xuống kia, nói chuyện với anh một lúc được không?" Dạ vâng. Học không dám ngồi gần Bạch Vân, mà để chiếc ba lô ngăn cách giữa hai người, cũng không biết anh muốn nói gì, mà hai bàn tay của anh cứ xoắn vào nhau, bẻ khớp các ngón tay mãi không nói nên lời. Ngày hôm nay, Bạch vẫn di chuyển nhiều, khiến vết thương ở mu bàn chân cô thêm nặng. Hơn nữa cô vừa gặp phải cú sốc vô cùng lớn Nên lúc này cô rất chán nản và mệt mỏi Cô chỉ muốn vào ôm con gái bé bỏng của mình ngủ một giấc Vì vậy thấy học cứ ngồi im Cô lên tiếng trước Hôm nay em đi Hà Nội Ở nhà có chuyện gì xảy ra hả à anh? Không có Vậy anh có chuyện muốn nói với em là chuyện gì? Sau một hồi ấp úng Cuối cùng học cũng lên tiếng Tuy nhiên anh không dám nhìn thẳng vào mặt của Bạch Vân mà nhìn đi hướng khác. Em có thể cho anh đi cùng em ra Hà Nội được không? Ra ngoài đó anh sẽ xin việc làm, anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cùng em chăm lo cho bé An Nhiên. 8 năm qua, Bạch Vân và bé An Nhiên xem ông bà Sáu và anh Học như những người thân của mình, nếu như không có sự giúp đỡ bao bọc của ba người họ thì không biết hiện tại Bạch Vân đang ở nơi nào, không biết cuộc đời của mẹ con cô đã trôi nổi về đâu riêng học là người rất tốt anh lúc nào cũng quan tâm đến cô giống như một người anh trai chính vì vậy bạch vân luôn cảm thấy thoải mái trước anh cũng bởi vì lý do đó mà khi nghe những lời anh vừa nói cô vô cùng bất ngờ cô chưa kịp đáp lại thì điện thoại của anh đổ chuông nghe máy xong anh nói với bạch vân nhà riêng của chú công bị cháy em vào trong nghỉ ngơi đi anh chạy tới đó xem thế nào không em sẽ đi với anh nhà riêng của ông thành công là căn biệt thự gần công ty gốm sứ thành công trước đây thỉnh thoảng có con gái và hai cháu ngoại tới ở cùng ông bà nhưng từ khi gia đình con gái ông bà qua mỹ định cư thì chỉ có hai ông bà sống trong căn biệt thự rộng thênh thang đó khi bạch vân vào học tới công an phòng cháy chữa cháy đã có mặt họ không cho ai tiếp cận hiện trường hai người cũng chỉ được đứng nhìn từ xa bạch vân thử hỏi gọi điện cho ông thành công và bà hân nhưng đều không liên lạc được có người nói Ông Công và bà Hân đã thoát được ra ngoài Có người nói không biết Ông bà có ra ngoài được hay không Hay là chết cháy rồi Vì đám cháy lớn Nên tới 2 giờ sáng hôm sau Đám cháy mới hoàn toàn được dập tắt Công an phong tỏa hiện trường Không cho bất kỳ ai tới gần để phục vụ công tác điều tra Nên Bạch Vân và Học đành phải về nhà Mặc dù không phải là người thân ruột thịt Nhưng chuyện buồn liên tiếp xảy ra Với gia đình ông Công và bà Hân cũng khiến tâm trạng của hai người nặng chịu. Do mệt mỏi nên Bạch Vân về tới phòng là ngủ luôn. Sáng sớm, Vân và bà Sáu còn đang chìm trong giấc ngủ thì nghe tiếng khóc thét của bé An Nhiên. Mẹ, mẹ ơi! Hai người ngồi bật dậy, nét mặt của hai người cũng không che giấu được sự hoảng hốt. Chưa ai kịp lên tiếng, bé An Nhiên đã chỉ vào mu bàn chân của Bạch Vân vừa khóc. Bà Sáu ơi, mẹ con bị gãy chân rồi bà sáu nhìn vào chân của bạch vân cũng phải hét lên chân của cháu bị làm sao mà trông ghê thế này hả vân dạ hôm qua lúc lên máy bay cháu không nhìn đường bị vấp đụng vào vết thương cũ thuốc chống viêm hôm trước cô mua vẫn còn mấy liều đấy để cô về lấy lát nữa ăn sáng rồi cháu uống nhé dạ vâng ạ à, cảm ơn cô bạch vân ôm bé an nhiên ngồi lên đùi của mình cô hôn chụt lên má của con bé một cái rồi giải thích mẹ chỉ bị đau chân thôi chứ không phải bị gãy chân. Mẹ đi lại bình thường được mà, chỉ là hơi đau một chút thôi. Vậy mẹ không phải chống gậy như bạn Vinh lớp con hả mẹ? Không, mẹ không cần chống gậy. Con đi lấy thuốc bôi cho mẹ nhé. Bé An Nhiên lập tức đứng dậy khỏi người Bạch Vân đi lấy lọ thuốc và hộp tam bông. Bạch Vân thường bôi cho bé, mỗi lần bé bị té ngã chảy xước. Thôi con đi đánh răng rửa mặt đi, để mẹ tự bôi được mà. Con muốn bôi thuốc cho mẹ cơ Bé An Nhiên tỉ mẩn chấm tăm bông vào thuốc Rồi bôi lên vết thương trên mua bàn chân cho cô Sợ Bạch Vân đau Bé vừa bôi thuốc lại vừa chua miệng lên thổi Hình ảnh đong đầy sự yêu thương này Khiến sống mũi của cô cay xẻ Nó giống như liều thuốc tiên xoa dịu trái tim Vừa bị bố của bé làm tổn thương Sâu sắc Bé bôi thuốc cho Bạch Vân xong Hai mẹ con vệ sinh cá nhân Rồi cô đi mua đổ nấu ăn sáng Tiện thể cô mời cả nhà ông bà Sáu qua ăn sáng Thay lời cảm ơn Gia đình ông bà đã chăm sóc cho bé An Nhiên Lúc này Cô mới có dịp nói về kết quả Của chuyến đi Hà Nội của cô Cháu với công ty Tràn An Không đạt được hợp tác thỏa thuận Vì vậy mẹ con cháu sẽ không ra Hà Nội nữa Mà cháu vẫn đi xin việc làm ạ à? Nghe Bạch Vân nói Học liền nở nụ cười rất tươi Hay là hôm nay anh nghỉ làm một hôm Đêm đi xin việc nha không cần đâu ạ à. em định hôm nay ở nhà nghe ngóng tình hình nhà giám đốc thế nào đã em đọc báo thì chỉ nghe nói là cháy nhà thôi không nhắc gì tới gia đình cô chú cả với lại chân của em đang bị đau em cũng muốn nghỉ ngơi mấy ngày thêm tính xin làm gì chị quản lý công ty du lịch sài gòn cho em làm cộng tác viên nói với em là có tuyển hướng dẫn viên du lịch em muốn xuống trực tiếp công ty xem công việc và đãi ngộ thế nào nếu không ổn thì em về đây làm cho gần nếu mà em làm gì đó thì em và bé An Nhiên phải chuyển xuống Sài Gòn ở sao? Học vừa dứt lời, bé An Nhiên liền mếu máu. Mẹ với con phải đi chỗ khác ở à mẹ? Chúng ta không ở gần ông bà Sáu với bác học nữa sao mẹ? Vân vội trấn an bé Nhiên. Mẹ con mình vẫn ở đây với ông bà Sáu và bác học. Công ty du lịch ở Sài Gòn nằm ở quận Bình Thạnh. Từ đây xuống đó chỉ 20 cây. Mẹ có thể đi xe buýt về trong ngày mà. Con yên tâm nhé. Bà Sáu nghe vậy thì lên tiếng. Cô rất buồn khi nghe tin cháu và công ty Tràng An không thỏa thuận được hợp tác. Nhưng nếu cháu còn ở trong này thì kiếm việc làm gần đây để cô chú được gặp bé An Nhiên thường xuyên. Xa con bé, cô chú nhớ lắm. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. À? Hôm đó, sau khi đưa bé An Nhiên đi học, cô ghé nhà ông thành công để nghe ngóng tình hình. Thế nhưng người dân quanh đó cũng không biết rõ ông bà hiện đang ở đâu. Mặc dù rất lo lắng cho hai người nhưng cô đành lực bất tòng tâm ban ngày trước mặt mọi người và bé an nhiên bạch vân cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng khi màn đêm buông xuống khi bé an nhiên chìm vào giấc ngủ cũng là lúc cô chìm trong biển nước mắt của chính mình cứ ngỡ rằng thiên vũ phản bội cô đối xử tệ bạc với cô cô sẽ sinh lòng hận thù anh nhanh chóng quên đi hình bóng của anh chỉ là không ngờ cô càng muốn quên đi hình ảnh của anh thì nó lại càng hiện rõ Cô càng muốn quên, thì cô lại càng nhớ anh tới phát điên. Nước mắt đã trở thành người bạn thân thiết của cô hàng đêm, nơi ngực trái của cô vẫn không ngừng đau đớn. Bỗng có tiếng gõ cửa, làm Bạch Vân giật mình, cô nhanh chóng thoát khỏi cơn suy tư, bật sáng màn hình điện thoại, xem giờ rồi tự mình đặt ra câu hỏi, không biết ai mà gọi cửa cho cô vào lúc nửa đêm như thế. Cô còn đang suy đoán, thì nghe tiếng gõ cửa lần nữa bạch vân rón rén đi tới gần cửa rồi nhẹ nhàng lên tiếng ai vậy cô hân và chú công đây nghe giọng nói của bà hân bạch vân vội vàng bật đèn sáng rồi mở cửa ánh mắt hốt hoảng của bạch vân khi thấy hai người chùm kín mít như ni ra cô chú sao lại ăn mặc như thế ông thành công và bà hân nhanh chóng cởi mũ và khẩu trang ra bạch vân mời hai người ngồi xuống lấy nước bà hân uống hết một ly nước rồi nói Mấy hôm nay cô chú bị quân giang hồ đòi nợ thuê Truy đuổi giáo giết quá Cô chú phải xuống Sài Gòn Tránh tụi nó mấy ngày nay Thế đốt nhà của cô chú Cũng là người của chủ nợ của cô chú hay sao Đúng rồi cháu Sao cô chú không báo công an Cho họ khỏi phải mất công điều tra Cô chú được công an bảo vệ khỏi Sợ bọn chúng truy đuổi Bà Hân run rẩy mấp máy môi Nói mãi không được từ nào Ông thành công vội nắm lấy tay của bà Ông vừa vỗ về tay bà lại vừa nói Cô chú không có chứng cứ Bọn chúng cũng liên tục đe dọa Nếu cô chú tố cáo với công an Về việc cho vay nặng lãi của chúng Chúng sẽ cho người giết chết con gái của cô chú Chị Huyền đang ở bên Mỹ cơ mà Chúng biết rõ địa chỉ Của gia đình bé Huyền ở bên Mỹ Với lại băng nhóm giang hồ này Mấy thằng cộm cán Đứa nào cũng có giấy chứng nhận tâm thần Nên cho dù chúng có báo công an tố cáo chúng đốt nhà hay bị bắt về tội giết người thì cũng sẽ được thả ra thôi. Ông trời không công bằng chút nào. Người từng được mận mệnh danh là đại gia có tiếng ở khu vực lái thiêu. Người giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn không có bằng cấp và làm việc cho công ty thành công. Người là ân nhân của rất nhiều trẻ mồ côi tại khu vực lái thiêu. Người từng đưa cho bác sĩ số tiền rất lớn để bác sĩ cứu mạng Bạch Vân sau khi sinh bé An Nhiên bị băng huyết. Dù cô không có máu mủ ruột già gì với hai người cả, nay hai người đang bị người của băng nhóm cho vai nặng lãi truy cùng giết tận bạch vân nhìn gương mặt mệt mỏi thấm đượm sự lo lắng và nỗi ưu phiền của ông thành công và bà hân thì nói nếu mà cô chú không chê theo đây lại với mẹ con cháu cháu có sợ bị liên lụy không mạng sống của hai mẹ con cháu là được cô chú mang về nếu mà không có cô chú chắc chắn là hai mẹ con cháu đã sanh cỏ rồi vậy nên nếu phải đương đầu với bọn chúng thì cháu cũng không sợ có mấy người trong dãy trọ từng làm cho công ty thành công trước đây, được ông công và bà Hân giúp đỡ, nay mọi người mới có cơ hội trả ơn. Ai cũng lo cho sự an toàn của ông bà. Lúc trước, cánh cửa chung của dãy trọ làm rất đơn sơ, ai cũng có thể nhảy vào được. Nhưng khi biết có ông bà tới ở, thì cả xóm trọ họp bàn, quyên góp tiền để thuê thợ làm lại cửa kiên cố, kín bưng, để bên ngoài không nhìn thấy bên trong, rồi giao cho mỗi phòng một chìa khóa tự quản lý. Biết kế hoạch đồng lòng bảo vệ ông bà của mọi người, Bạch Vân rất yên tâm. Cô đi chợ mua đồ, nấu ăn để bé An Nhiên ở nhà với hai người. Bé An Nhiên kéo ông Công và bà Vân đứng trước vách tường, rồi bé bắt trước giọng điệu của Bạch Vân. Khi làm hướng dẫn viên du lịch, chỉ vào những bức tranh Bạch Vân vẽ rồi hớn hở nói. Giới thiệu với ông bà, đây là bố vũ của cháu. Bố vũ của cháu có đôi mắt rất đẹp, bố còn có nụ cười rất tươi, lúng đồng tiền rất duyên nữa, nói rồi bé an nhiên nở ra một nụ cười để lộ má lúm đồng tiền rồi hỏi ông thành công và bà hân ông bà thấy con cười có giống bố vũ của con không ạ ông công và bà hân mắt chữ o mồm chữ a cùng gật đầu bé nhiên tiếp tục chỉ sang bức khanh tranh bên cạnh còn đây là ông bà ngoại của cháu lúc trước học kể cho ông thành công và bà hân nghe về hoàn cảnh của bạch vân mang thai nhưng bạn trai chết vì tai nạn giao thông bố mẹ cô bắt cô phá thai nên cô bỏ nhà vào biển nam sống hai ông bà động lòng thương cảm với hoàn cảnh của cô tạo điều kiện cho cô và công ty thành công làm việc và giúp đỡ cô rất nhiều thứ cả về vật chất và tiền bạc hai người cũng từng tới phòng trọ thăm hỏi bạch vân mấy lần lúc cô sinh bé an nhiên và lúc cô đau ốm thế nhưng khi đó hai người chưa thấy những bức tranh bạch vân vẽ về thiên vũ về ông hải anh và bà hồng nhung bây giờ nghe bé an nhiên giới thiệu bố Vũ và ông bà ngoại của bé. Hai người ngạc nhiên tới mức không nói được gì, mà chỉ đưa ánh mắt nhìn nhau. Bởi vì ba nhân vật mà bé An Nhiên vừa nói, ông bà biết quá rõ. Nếu như Thiên Vũ nhìn giống giám đốc Hoàng Thiên Long của công ty gốm xứ Tràng An, anh từng tới công ty thành công của ông bà để bàn chuyện hợp tác, thì ông Hải Anh và bà Hồng Nhung là người vô cùng nổi tiếng. Hai người thường xuất hiện ở trên tivi hầu như ai cũng quan tâm đến tình hình chính trị và yêu ca nhạc đều biết tới. Cũng vì tò mò về những bức tranh này mà khi học chở bé An Nhiên tới trường, bà Hân liền tò mò hỏi Bạch Vân. Cô thấy bố của bé An Nhiên giống giám đốc công ty Tràng An quá. Tim Bạch Vân đập thịt một cái khi bà Hân nhắc tới Thiên Vũ, cô cười gượng đáp. Bố của bé An Nhiên chết rồi ạ. Hồi đi vào đây cháu bị mất điện thoại, không có tấm hình nào làm hình thờ và làm kỷ niệm. Cháu phải tìm trên báo những người có nét giống bố và ông bà ngoại của bé để vẽ lại. Kết quả lại thành ra giống người trên báo y đúc. Thế mà cô chú cứ nghĩ là bố và ông bà ngoại của An Nhiên toàn là những người nổi tiếng. Dạ không phải đâu ạ. À. Nếu vậy thì mẹ con cháu đâu phải sống khổ cực thế này. Bên nhanh chóng chuyển chủ đề khác. Đồ ăn cháu mua nấu sẵn ở trong này rồi. Bây giờ cháu xuống Sài Gòn xin việc. Có thể buổi trưa cháu sẽ không về. Nên cô chú đừng chờ cơm cháu nhé. Ừ, Cháu đi đi không muộn. Dạ vâng. Bạch Vân từng làm cộng tác viên với công ty du lịch Sài Gòn, làm hướng dẫn viên cho các đoàn khách Trung Quốc khi tới lái thiêu du lịch biệt vườn. Nên khi nhìn thấy Bạch Vân, chị Lệ, quản lý nhân sự của công ty rất vui. Trông ngóng mãi nay mới thấy em. Dạ vâng. Em vừa nghỉ ở bên công ty cũ, nên nay mới được gặp chị. Lệ đưa cho Vân xem các dạng tour du lịch của công ty. Em xem kỹ đi nhé, rồi quyết định đi. Nhưng mà chị nói thật Làm tôi xa thì mới có nhiều tiền Chứ làm tôi gần đi về trong ngày không ăn thua đâu Bạch Vân xem qua các tour du lịch của công ty Có rất nhiều tour đi các tỉnh miền Tây Thời gian ngắn nhất là 2 ngày một đêm Cũng có nhiều tour đi về trong ngày Nếu mà so sánh mức lương làm hướng dẫn viên du lịch Các tour trong ngày công ty du lịch Sài Gòn Với mức làm phiên dịch viên Ở các công ty nước ngoài tại Bình Dương Là ngang nhau Hiện tại Vân phải lo cho ông Công và bà Hân nữa vì vậy cô mới muốn thêm được đồng nào quý đồng đó Nên cô nói với Lệ Con em còn nhỏ Không đi làm xa được Nên nhân khẩu nhà em tăng thêm mấy người nữa Nên em vừa muốn đi làm Đi về trong ngày Lại vừa muốn nhiều tiền như làm tiêu dài ngày Có được không chị Lệ cười tươi đáp Rất tiếc Chị cũng chỉ là người làm thuê thôi Nếu mà chị làm chủ Chị sẽ phá luật mà chiếu cố cho em Tính ra thì lương làm tour trong ngày không cao hơn các công ty gần chỗ em ở trọ chị ạ. À? Nhưng mà làm hướng dẫn viên du lịch ấy, thỉnh thoảng được khách bo tiền. Nếu may mắn thì có khi còn được khách bo nhiều hơn cả tiền lương ấy chứ. Lúc trước Vân cũng có vài khách du lịch bo tiền, nhưng số tiền không nhiều. Nghĩ lại, cơ duyên của cô với nghề này rất lớn. Bởi vì lúc trước nhà làm cộng tác viên hướng dẫn viên du lịch mà cô được tiền bối A Hào, chuyển lại nghề gia truyền của gia đình ông. Nên cô nói Vậy thì chị ưu tiên sắp xếp cho em Mới đoàn khách xịn xịn một tí nhé Đương nhiên rồi Bạch Vân nộp hồ sơ đi làm luôn Có ông Công và bà Hân ở nhà Nên những hôm cô đi làm về muộn Đã có hai người nấu cơm cho bé ăn nhiên ăn Và chỉ cho bé học bài Các tour cô nhận Cũng toàn là các tour từ các địa điểm du lịch Của thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Đi về trong ngày Mặc dù không có bằng cấp đại học nhưng Vân nói tiếng Trung và tiếng Anh rất hành thảo. Ngoài dùng các từ ngữ chuyên môn để giới thiệu về các địa điểm du lịch và thắng cảnh du lịch, thì những lúc ngồi ở trên xe, di chuyển từ nhiều địa điểm khác nhau, cô còn thể hiện khiếu hài hước và tài năng ca hát của mình bằng nhiều thứ tiếng, nên cô rất được các đoàn khách yêu mến. Hầu như ngày nào cô cũng được tiền bo, mặc dù số tiền không nhiều. Hôm nay, Bạch Vân làm hướng dẫn viên du lịch cho một đoàn khách từ Anh Quốc theo kế hoạch buổi sáng tham quan địa đạo Củ Chi, buổi trưa ăn trưa tại nhà hàng Đồng Quê nằm ở quận 1, sau đó buổi chiều sẽ tham quan một số địa điểm tại trung tâm thành phố. Vì công ty du lịch Sài Gòn là đối tác quen thuộc của nhà hàng Đồng Quê, nên khi đoàn khách của Bạch Vân tới nơi, nhà hàng đã dọn sẵn đồ ăn ra bàn. Hôm nay là ngày bụng 1, Bạch Vân ăn chay, đến trước đó cô đã dặn nhà hàng làm riêng cho mình một suất cơm chay. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đoàn khách, Bạch Vân vào bếp của nhà hàng tự bưng suất ăn của mình. Lúc cô đang đi tới bàn trống gần đoàn khách của mình ngồi thì gặp phải một đoàn khách đi vào nhà hàng. Vì nhóm sách khách kia vừa di chuyển vừa đùa giỡn nên mặc dù Bạch Vân đã cố gắng đứng nép sang một bên vẫn bị họ đụng mạnh vào người khiến khai đồ ăn trên tay cô chút hết xuống người vị khách đang ngồi ăn trưa ở bàn bên cạnh lối đi. Xì dầu, cơm, canh, nấm xào Dính từ đầu tới tóc xuống dưới chiếc áo vét màu xám Sang trọng của vị khách kia Thậm chí thấy hơi nóng của cơm và canh nóng Còn bốc khói nghi ngút Từ người vị khách mà Bạch Vân hoảng hồn Mặt mày cô bỗng tái mét Xin... xin... Miệng cô bị dính keo Khi vị khách mà cô vừa đắc tội Ngước mặt lên nhìn cô Thiên Vũ lúc này cũng bất ngờ không kém Anh và Hương Ly đang ăn cơm trưa Cùng với anh trai Hoàng Hải và Trúc Diễm bạn gái của Hoàng Hải thì bị Bạch Vân chút cả khay đồ ăn còn nóng lên người. Trước đó anh nghĩ, khi anh đưa ra mức lương cao gấp đôi công ty thành công, không sớm thì muộn, Bạch Vân cũng sẽ đồng ý làm việc cho công ty của anh. Không ngờ, anh càng trông mong thì cô lại càng bạch vô âm tín. Cô tới bản chuyện hợp tác với anh cũng chẳng hề để lại phương thức liên lạc. Anh muốn tìm hiểu cô qua công ty thành công thì biết được công ty đã phá sản. Lần trước anh mất 8 năm mới gặp được cô, anh cứ ngỡ lần này Muốn gặp lại cô sẽ mất 8 năm nữa Chỉ là không ngờ Anh được gặp cô sớm như vậy Còn trong tình huống chớ trêu thế này Bỏ qua cơn bỏng sát Đến từ đỉnh đầu kéo dài xuống cổ Bả vai, lưng và sau mông Thiên Vũ đứng dậy Bắt lấy hai tay cổ tay của Bạch Vân siết chặt Gương mặt không chút nhiệt độ của anh Nhìn thẳng vào mặt cô mà gần giọng Cô tính hãm hại tôi phải không? Tôi... tôi không cố ý Thế nào mới là cố ý? Tôi nói thật mà Có phải là gương mặt của tôi biến dạng mới là ý của cô Đúng không Cho dù anh không còn là thiên vũ của ngày xưa Dù anh phản bội cô Dù hiện tại anh đối với cô như người xa lạ Dù là trong thâm tâm của cô vô cùng hận anh Thì sự thật Cô chưa từng có ý nghĩ trả thù Hay hãm hại người đàn ông này Bởi vì nếu làm anh đau một Thì cô đau mười Thế nên mặc dù đang bị thiên vũ siết chặt Muốn gãy lìa hai tay nhưng bạch vân vẫn trả lời thật lòng không phải gọi quản lý của cô ra đây tôi không phải là nhân viên làm việc ở đây nói cho cô biết hôm nay cô mà không đền bù thiệt hại về vật chất và tinh thần cho tôi tưởng hỏng tôi tha cho cô dứt lời vũ nắm một tay của bạch vân kéo sạch sạch ra khỏi nhà hàng bạch vân cố vùng vẫy khỏi thiên vũ cô vươn tay ôm lấy một chân bàn ngay trước mặt hoàng hải để thiên vũ không thể kéo cô đi Tôi đã nói với anh là tôi không cố ý làm đổ đồ ăn lên người của anh rồi. Là do có người đụng chúng tôi, tôi mới làm đổ đồ ăn vào người của anh. Cô đừng có mở bao biện cho hành động độc ác của mình nữa." Bạch Vân cố sống cố chết, ôm chặt lấy chân bàn, không để cho Thiên Vũ kéo đi. "Buông tôi ra, tôi không thể đi theo anh được, tôi đang làm việc mà." Bạch Vân và Thiên Vũ lời qua tiếng lại ồn ào, gây sự chú ý của mọi người có mặt trong nhà hàng lúc này quản lý của nhà hàng tên khang được nhân viên báo cũng có mặt anh lên tiếng có chuyện gì hai người bình tĩnh nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau tránh ảnh hưởng tới khách đang ăn tại nhà hàng bạch vân vội giải thích anh khang em không cố ý làm đổ đồ ăn lên người anh này đâu anh nói với anh ta giúp em một tiếng đi khang vỗ nhẹ vào người của thiên vũ nói vân nói cô ấy không cố ý anh bỏ qua cho cô ấy được không cô ấy cũng đang trong ca làm việc nên anh thông cảm cho cô ấy nhé. Thái, lái xe buýt chở Bạch Vân và đoàn khách. Thấy Vân bị Thiên Vũ làm khó thì cũng chạy tới nói giúp cô. Em ấy không cố ý đâu. Biết lỗi của mình rồi mà. Nên đã chân thành xin lỗi anh rồi. Anh là đàn ông mà cố chấp một việc nhỏ nhặt như vậy. Làm gì? Bị sửa lưng trước mặt bao nhiêu người. Thiên Vũ nhìn Khang rồi lại nhìn qua Thái nhếch mép cười. Bộ vest tôi đang mặc có giá 10.000 đô Chiếc áo sơ mi bên trong ba ngàn đô Hai người giúp cô ta Để cho tôi một số tiền nhỏ nhặt đó đi Tôi sẽ tha cho cô ta ngay Khang làm quản lý của nhà hàng Nhưng anh cũng chỉ là người đi làm thuê Hơn nữa anh chỉ quen biết Bạch Vân sơ qua Khi cô thường dẫn khách tới nhà hàng ăn Nên việc anh bỏ ra số tiền lớn Để giúp cô đền là không thể Còn Thái chỉ làm tài xế Lương tháng được hơn 10 triệu Một mình anh phải đi làm lo cho vợ con mới sinh thì lấy đâu ra tiền để giúp Bạch Vân chứ? Vì vậy trước điều kiện của Thiên Vũ, hai người đành lặng im. Hương Ly nãy giờ im lặng, ngồi theo dõi diễn biến của cuộc đụng độ của Thiên Vũ và Bạch Vân, bỗng nhiên đứng dậy, đi tới lay nhẹ vạt áo của Thiên Vũ rồi nói, "Anh chấp cô ta làm gì?" Thiên Vũ đang hăng máu như một chú voi chiến, nghe Hương Ly nói, thái độ của anh bỗng nhiên thay đổi 180 độ. Ánh mắt của anh nhu mì nhìn sang cô ta, Lời nói của anh phát ra cũng hết sức dịu dàng. đoán rất ngon đấy. Em ngồi xuống tiếp tục thưởng thức đi. chuyện của cô ta em đừng bận tâm làm gì. Hoàng hải nãy giờ chứng kiến cách hành xử của thiên vũ với bạch vân thì bất ngờ tới mức không nói được lời nào. anh biết em trai của mình là người rất tốt. anh nhớ hồi thiên vũ được ông hoàng long mua cho chiếc xe Lamborghini mà thiên vũ mơ ước từ bé vừa nhận xe vũ liền kéo anh đi dạo phố hà nội hai anh em đi được một đoạn thì bị một anh shipper chạy ngược chiều tông trực diện vào xe khiến đèn bên phải của xe bị bể nát mùi xe bóp méo chảy sức nhiều chỗ anh shipper sợ hãi tới mức quỳ xuống khóc xin thiên vũ đừng gọi công an kết quả thiên vũ không những không gọi công an mà còn không bắt đền anh shipper đó hoàng hải hỏi em trai của mình lý do vì sao không bắt đền anh trả lời rằng họ làm shipper lương không bao nhiêu cả họ có gom góp lương mấy năm cũng không đủ tiền để đền tình huống bạch vân đắc tội với thiên vũ hiện tại so với tình huống anh chàng shipper năm xưa tông vào con siêu xe của thiên vũ thì còn đáng được tha thứ hơn vì anh shipper kia hoàn toàn sai khi chạy ngược chiều còn bạch vân là do bị người khác đụng chúng hoàng hải không hiểu lý do gì mà thiên vũ lại ích kỷ nhỏ nhen với một cô gái xinh đẹp như vậy nên anh nhìn thiên vũ cười nói này Vũ, em vừa ăn trúng thứ gì làm sao mà nóng tính thế? Đến anh trai ruột cũng không đứng về phe mình khiến Thiên Vũ nổi nóng. Tóm lại là hôm nay, em không thể buông tha cho cô ta. Ai mà nghĩ thế nào thì tùy. Thế thái độ dứt khoát của Thiên Vũ đối với Bạch Vân, Trúc Diễm bất ngờ lên tiếng. Cô bé này là hướng dẫn viên du lịch của công ty du lịch chị đấy. Nói rồi Trúc Diễm nhìn Bạch Vân hỏi. Có phải em là Bạch Vân mời xin vào công ty du lịch Sài Gòn làm không? Dạ vâng ạ. Nghe cái tên Bạch Vân, Hoàng Hải chợt hiểu vì sao Thiên Vũ lại hành xử khác thường như vậy. Trúc Diễm giới thiệu mình với Bạch Vân. Chị là Phạm Trúc Diễm, giám đốc công ty du lịch Sài Gòn. Bạch Vân tưởng nghe nói giám đốc công ty du lịch Sài Gòn tên là Phạm Trúc Diễm, nhưng từ ngày làm việc cho công ty đến giờ cô thường tới văn phòng nhận việc rồi đi tour, nên chưa gặp mặt Trúc Diễm lần nào hôm nay lệ vừa nhắc cô và các nhân viên của công ty như tối nay sinh nhật trúc diễm tổ chức tại vũ trường hoàng gia cô còn hứa với mọi người là sẽ tham dự để biết mặt các đồng nghiệp bởi vì cô vừa vào làm không ngờ hiện tại gặp được trúc diễm trong tình huống khẩn cấp bạch vân không ngại cầu cứu chị diễm chị không thấy là em không cố ý đổ đồ ăn vào người này đúng không chị là bạn của anh ta chị nói với anh ta giúp em một tiếng đi ạ à? Diễm khẽ gật đầu với Bạch Vân Sau đó nhìn Thiên Vũ nói Em để mặt chị mà tha cho cô ấy đi Cô ấy đang trong ca Là hướng dẫn viên cho đoàn khách nước ngoài Họ đang ăn trưa bên kia nè em Nhưng tưởng có sự can thiệp của chị sâu tương lai Thiên Vũ sẽ bỏ qua cho Bạch Vân Không ngờ Thiên Vũ lại nhìn Trúc Diễm hời hợt nói Chị nên nhớ Hôm nay em có mặt ở đây là vì chị đấy Ông Hoàng Thiên Long là một trong những đại gia có tầm cỡ nhưng vô cùng kín tiếng. Ông đầu tư nhiều ngành nghề khác nhau, nhưng các công ty của ông đều nằm ở miền Bắc. Công ty gốm xứ chỉ là một trong những tài sản của ông. Ông có hai người con trai là Hoàng Hải, năm nay 31 tuổi, và Hoàng Thiên Vũ, năm nay 26 tuổi. Hai người ai cũng du học ở nước ngoài. Hoàng Hải du học tại Mỹ, Thiên Vũ du học tại Trung Quốc. Tuy nhiên Hoàng Hải ra trường đã lâu, nên không chịu giúp ông Thiên Long tiếp quản sự nghiệp mà tự mình đầu tư bên lĩnh vực vũ trường và khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi ông Long biết sự thật, Hoàng Hải vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp vì Trúc Diễm, ông đã rất tức giận. Hiện tại Thiên Vũ đang quản lý công ty gốm sứ Tràng An thay ông Thiên Long. Tuy nhiên, ông vẫn còn nhiều công ty khác cần người quản lý. Mà Thiên Vũ mới ra trường còn non kinh nghiệm, chưa thể thay ông Thiên Long tiếp quản toàn bộ sự nghiệp. Mặc dù là người có bản lĩnh, nhưng vũ trường hoàng gia của Hoàng Hải vẫn bị quân giang hồ tới gây sự. Có lần chúng tới quậy phá, đúng lúc thiên vũ đang có mặt tại đó. Một mình thiên vũ đấu lại với đám giang hồ và thắng một cách ngoạn mục. Từ đó, khi nào vũ trường tổ chức tiệc lớn, hải lại gọi thiên vũ bay vào thành phố Hồ Chí Minh chỉ với lý do là khè cái đám giang hồ kia. Điển hình là tối nay, anh tổ chức sinh nhật cho Trúc Diễm tại vũ trường Hoàng Sa, nên Hoàng Hải đã gọi Thiên Vũ vào để đảm bảo an ninh cho bữa tiệc. Trục Diễm hiểu ra ý tứ trong lời nói của Thiên Vũ là không muốn cô can thiệp vào chuyện của anh và Bạch Vân. Vì vậy cô bắt đắc sĩ ngồi im nhìn Thiên Vũ gỡ cánh tay đang ôm chặt chân bàn của Bạch Vân ra. Sau đó vác cô lên vai rồi đi ra ngoài. Vân bị vác lên vai, vừa đau bụng lại vừa chóng mặt nên cô cố vùng vẫy, la lói om sòm. Thả tôi xuống. Thả tôi xuống đi. Anh muốn bắt đền thế nào tôi sẽ đền cho anh. Đền 13.000 đô tiền quần áo cho tôi và đền tổn thất tinh thần cho tôi nữa. Chưa kể nước canh nóng cô dội lên người của tôi, bị bỏng đến mức độ nào. Tôi đang đi làm mà, tôi không thể bỏ khách của tôi giữa đường, giữa chợ như thế được. Anh thả tôi xuống đi, rồi tan ca tôi sẽ tìm gặp anh để nói chuyện. Tôi không quan tâm chuyện của cô, tôi chỉ quan tâm là làm sao cô trả nguyên hiện trạng ban đầu, quần áo và cơ thể chất người của tôi. Nếu không thì tôi quy ra tiền đấy. Cô trả đi, rồi tôi thả cô xuống, Tôi chỉ làm đổ đồ ăn lên người của anh thôi Anh cởi ra tôi sẽ Chặt trả nguyên hiện trạng ban đầu cho anh Làm gì mà anh đòi tôi Giá chân trời như vậy hả Được tôi sẽ làm theo ý của cô Nói rồi Thiên Vũ nhét Bạch Vân vào ghế phụ Rồi lái xe một mạch về khách sạn Hoàng gia của Hoàng Hải Bạch Vân thấy anh chào cô vào khách sạn Thì nâng cao cảnh giác Anh đưa tôi vào đây làm gì chứ trong khi mắt thiên vũ vẫn tập trung nhìn về phía trước chạy xe vào tầng hầm Thì miệng của anh vẫn không quên gây khó dễ với cô Cô thử nói xem Tôi đưa cô vào khách sạn để làm gì Tôi nhắc lại cho anh nhớ này Tôi đã có chồng và con rồi đấy Thiên vũ đậu xe vào vị trí Anh tắt máy Sau đó quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của Bạch Vân mà nói Tôi nhắc lại cho cô nhớ này Nếu tôi muốn có quan hệ với ai khác ngoài bạn gái của mình thì tôi cũng sẽ tìm gái còn trinh để tham gia Chứ không thèm quan hệ với cái loại đàn bà dơ bẩn Đĩ điếm Có thể nằm ngửa với bất kỳ thằng đàn ông nào như cô đâu Đây không phải lần đầu tiên Thiên Vũ dùng những lời nói không hay ho Nói về Bạch Vân Nếu như lần trước anh còn nói bóng nói gió Thì lần này anh không ngại nói thẳng Cô là cái loại đĩ điếm dơ bẩn Cảm giác uất ức Tức giận dâng trào Khiến tim của cô phập phồng lên xuống như muốn vỡ ra cô tự nhủ với bản thân mình và bình tĩnh bởi vì hiện tại cô đang bị anh dồn vào thế khó thế nhưng máu nóng trong người cô lên đến đỉnh điểm khi bị anh vấy bẩn nên cô không ngán bật lại anh cô khẽ nở ra một nụ cười đầy gợi cảm có phải là anh khó chịu với tôi chỉ vì tôi có thể nằm ngửa cho bất kỳ thằng đàn ông nào chơi nhưng mà trong số đó lại không có tên anh phải không chết tiệt cô đã dùng nụ cười gây mê này Cô dụ bao nhiêu thằng đàn ông rồi Thoát khỏi vũ khí trí mạng của Bạch Vân Thiên Vũ đưa tay ra trước mặt cô Quờ quờ Tỉnh bộng lại đi Dứt lời, anh để cửa bước xuống xe Thế Bạch Vân vẫn ngồi nguyên một chỗ Anh vòng tay mở cửa qua ghế phủ Chỗ cô ngồi Sao còn chưa xuống xe Anh che tôi dơ bẩn Đĩ điếm Đưa tôi vào khách sạn làm gì chứ Để cô trả nguyên hiện trạng cho tôi Mặc dù hiểu mục đích của Thiên Vũ Đưa mình vào khách sạn nhưng lúc lên tới phòng của anh Cô vẫn có cảm giác sợ hãi Tôi đứng ngoài này chờ Anh vào thay đồ đi rồi đưa tôi mang đi giặt Không để cho Bạch Vân nói hết câu Nhân Vũ ngang nhiên kéo cô vào trong phòng Rồi đá cửa đóng lại Bạch Vân cố rút tay mình ra Nhưng cô càng vùng vẫy Càng khiến anh tăng thêm lực Làm cô có cảm giác như muốn cắt lìa bàn tay của cô Ngay vị trí anh nắm Anh muốn làm gì tôi Định giết người diệt khẩu sao Cô mà còn nhiều lời nữa Tôi không chắc là giữ được bình tĩnh đâu Từ lúc gặp lại Thiên Vũ Dường như anh đã biến thành một con người hoàn toàn khác Nếu như trước đây Anh xem cô là bé yêu Là vợ yêu của anh Thì hiện tại trong mắt của anh Cô chỉ là loại đàn bà đĩ điếm Nếu trước đây anh chưa từng nói nặng lời với cô Thì bây giờ đặc ân đó Anh đã dành cho người khác Còn với cô Anh không ngại buông lời mỉa mai, mạt sát Nếu trước đây cô chỉ đau bụng kinh cũng khiến cho anh lo sốt phó Thì giờ đây cô bị cái laptop đập vào vết thương cũ ở mu bàn chân, là máu chảy đầm đìa, anh cũng chẳng mảy may quan tâm. Nếu trước đây, mái tóc của cô chỉ có một sợi không nghe ngắn, anh cũng nhắc nhở vì sợ cô mất hình tượng trước người khác. Thì giờ đây, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, anh không ngại to tiếng với cô, không ngại mắng chửi làm bẽ mặt cô. Thậm chí hiện tại, anh xem cô như bao cát, không hề thương hoa tiếc ngọc mà kéo sành sạch cô vào trong phòng. Căn phòng này nằm trên tầng 69 của khách sạn Hoàng Sa, là nơi Hoàng Hải, ở đó. Nó giống như một căn hộ cao cấp, có hai phòng ngủ và nhiều phòng chức năng khác. Mặc dù thỉnh thoảng Thiên Vũ mới vào, nhưng Hoàng Hải vẫn dành riêng cho anh một phòng. Thiên Vũ kéo Bạch Vân vào phòng riêng của mình, rồi tiếp tục lôi cô thẳng vào phòng tắm. Vừa vào tới phòng tắm, anh liền buông cô ra, rồi đứng đối mặt với cô, lạnh giọng bây giờ thì cô có thể cởi đồ cho tôi mang đi giặt và để trả lại nguyên hiện trạng ban đầu cho tôi được rồi đấy bạch vân lúc này vừa sợ hãi lại vừa bất mãn cô đứng quay lưng lại với anh anh tự cởi đi vừa đúng lúc bạch vân đứng quay mặt vào chiếc gương lớn ở trong phòng tắm thiên vũ liền áp sát cô từ phía sau rồi chỉ vào người mình trong gương lời nói và gương mặt của anh lúc này chỉ thiếu nước đánh người Cô xem phước mà cô ban cho tôi đi. Bạch Vân nước lên nhìn Thiên Vũ trong gương. Mái tóc của anh bị bết lại với nhau vì dính cơm. Mặt của anh cũng có vết đen dấu của xì dầu chảy xuống. Trương áo vét màu xám của anh trông càng thảm hơn. Vừa dính be bét cơm, vừa dính nước canh và xì dầu. Có lẽ dụng lúc anh vác cô lên người cô ma sát với anh nên mới khiến nó thành ra như vậy. Theo bản năng, Bạch Vân nhìn sang vạt áo thun màu trắng của cô đang mặc, cũng không khác gì chiếc áo vét của anh là mấy, dính lem luốc thứ thức ăn như bảng pha màu. Cô nhận ra lỗi của mình rất nghiêm trọng nên thành tâm nói, "Tôi biết lỗi rồi." Thiên Vũ cao giọng, "Biết lỗi thì cởi nhanh đi, tôi không đủ kiên nhẫn để đứng đây củ nhảy với cô đâu." Trước sự nóng tính của Thiên Vũ, Bạch Vân đành phải quay người lại, cởi đồ ra cho anh, nhớ lại buổi tối chia tay. Anh lên đường đi du học 8 năm trước Cô cũng từng háo hức cởi đồ cho anh Nhưng lúc đó là tình yêu Còn hiện tại cô cởi đồ cho anh Là vì sự ép buộc Cô muốn cởi thật nhanh Để tránh xa con người nguy hiểm này Càng nhanh càng tốt Khi nút áo sơ mi cuối cùng của anh được cởi ra Chiếc áo sơ mi trắng từ từ rơi xuống khỏi người anh Thế chân ngực của anh có một vết sẹo dài Mà tim của cô như có bàn tay to lớn nào đó bóp chặt Đau đớn không sao thở nổi có lẽ đây là những dấu tích của vụ tai nạn giao thông năm xưa để lại. Bạch Vân đi theo dấu vết của chiếc sẹo ra sau lưng. Giây phút nhìn thấy tấm lưng trần của anh có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, khiến cô không đứng vững. Nước mắt của cô cũng bất ngờ trào ra. Bàn tay run rẩy của cô khẽ chạm vào những vết sẹo trên lưng của anh. Với từng đó vết sẹo, thì anh đã phải chịu đựng những cơn đau hành hạ thế nào. Cô đánh giá thử xem tôi bị bỏng ở cấp độ mấy. Giọng nói của Thiên Vũ làm Bạch Vân giật mình. Cô nhìn kỹ chân lưng của anh thì đúng là không chỉ có những vết sẹo mà còn có lỗ chỗ những mảng bị tế đỏ do canh nóng gây lên. Lúc này Bạch Vân không kìm được cảm xúc của mình mà phát ra tiếng sụt sùi. Cô cứ ngỡ rằng sau tất cả những gì anh đối với cô cô sẽ ghét anh, sẽ căm hận anh. Không ngờ khi nhìn thấy anh đau một thì cô đau mười. Nhìn qua gương thấy Bạch Vân khóc Thiên Vũ cười khẩy. Cô đừng có diễn. Hôm nay cô có quỳ xuống đây, cầu xin tôi. Tôi cũng không bỏ qua cho cô đâu. Tôi biết rồi. Bạch Vân di chuyển ra trước mặt Thiên Vũ rồi nhắm mắt lại. Hai tay của cô đặt lên thắt lưng cởi quần cho anh. Gương mặt xinh đẹp, khiến anh nhớ đến phát điên suốt 8 năm qua, đang cận kề ngay trước mặt. Anh chỉ muốn ngoạm lấy cặp môi hồng kia, cắn mút cho thỏa nỗi nhớ mong. Thế nhưng hai hàng nước mắt của cô giống như hai lưỡi kiếm đang xuyên thẳng vào trong tim của anh. Cút ra ngoài. Bất ngờ bị Thiên Vũ quát, Bạch Vân giật nảy cả mình, cô ngừng động tác cởi quần của anh, rồi mở mắt ra xem cô đã làm cái gì phật ý anh rồi. Cô chỉ biết nói gì, Thiên Vũ lại rít lên một lần nữa, "Ra ngoài." "Vâng." Bạch Vân nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, cô không dám đi đâu xa mà đứng ngay gần cửa phòng tắm đợi Thiên Vũ. Chờ gần một tiếng đồng hồ mới thấy Thiên Vũ đẩy cửa đi ra. Trên người chỉ quấn có một chiếc khăn tắm, đủ để che đi bộ phận nhạy cảm ở phía dưới. Cô nhìn những mảng đỏ sau lưng anh ấp úng lên tiếng. Anh có thuốc bôi vết bỏng chưa? Thiên Vũ đang đi tới tủ lấy đồ mặc. Nghe Bạch Vân nói, bỗng quay ngoắt người lại nhìn cô, giọng điệu cáo kỉnh. Tôi biết trước là cô có âm mưu, dội canh nóng lên người của tôi hay sao mà thủ sẵn thuốc thế? Phải tới bệnh viện khám sẽ không nhiễm trùng đấy, cô đang lo cho tôi đấy à? Tôi lo lắng, vì tôi là người gây ra vết bỏng trên người của anh mà. Tôi không thích bệnh viện. Thiên Vũ từng trải qua cơn thập tử nhất sinh tại bệnh viện, nên mỗi lần nhắc tới hai chữ bệnh viện, là người anh lại nổi cả gai ốc. Tôi đi mua thuốc cho anh. Khỏi đi. Dứt lời, anh lấy điện thoại gọi điện cho lễ tân khách sạn mua thuốc giúp mình. Anh còn nhấn mạnh là nhớ cầm hóa đơn thuốc về. Anh vừa cúp điện thoại cô liền lên tiếng Vậy tôi vào lấy đồ của anh đi giặt nhé Không thấy anh đáp lại Bạch Vân nghĩ là anh đồng ý Nên cô vào trong lấy đồ sơ của anh Xếp cho ngay ngắn Lúc cô quay trở lại Thấy anh cầm trên tay tuyếp thuốc từ phòng khách đi vào Anh bất ngờ ném tuyếp thuốc về phía của cô Rồi quăng mình nằm úp xuống giường Mặt quay về phía cô May mà Bạch Vân đoán trước ý đồ của anh Nên nhanh chóng vươn tay ra Bắt lấy tuyếp thuốc Nhìn tư thế nằm sấp của Thiên Vũ lúc này, Bạch Vân lại nhớ tới buổi tối chia tay để anh lên đường đi du học. Hôm đó, sau khi cùng anh trải qua hai cuộc mê mưa, cô mệt tới mức không dậy nổi. Cô bắt anh nằm sấp như thế bởi vì cô nghĩ anh nằm sấp, không nhìn thấy cô, anh sẽ không nổi hứng đòi cô quan hệ nữa. Hiện tại cô rất muốn được nằm lên tấm lưng rộng lớn kia, nhưng tiếc rằng nó đã thuộc về người khác. Bôi nhanh đi, còn đứng đó câu giờ à? tôi sợ vợ anh bè nhìn thấy tôi chạm vào người của anh sẽ nổi cơn ghen loại người như cô mà cũng sợ bị đánh ghen sao tôi nghĩ là cô bị đánh ghen nhiều quá rồi quen rồi chứ thiên vũ nói ra câu nào thì là móc họng câu đó vì vậy bạch vân không để mất thêm dây nào nữa mà lặng lẽ bôi thuốc cho anh quần áo của cô dính lem nhem thức ăn nên cô không dám trèo lên giường vì sợ làm bẩn tấm ga màu trắng tinh kia đã vậy thiên vũ lại nằm ở vị trí giữa giường Cô không dám mở lời nói anh nằm xích ra mép giường để cô bôi thuốc cho dễ Mà cô đứng dưới sàn nhà, vươn tay bôi thuốc cho anh Động tác của cô hết sức nhẹ nhàng Cô sợ rằng nếu cô mạnh tay thì sẽ làm anh đau Thiên Vũ thấy cô không dám trèo lên giường thì lên tiếng mỉa mai Cô thử cởi đồ trước mặt tôi xem tôi có nổi hứng không Mà cô làm như tôi là cọp giữ muốn ăn thịt cô không bằng vậy Bạch Vân biết dù cô có nói ra lý do thật sự đi chăng nữa Thì Thiên Vũ cũng tìm cách để nói sóc áp cô Vì vậy nên cô đành im lặng Cô không nói Anh cũng nằm im Cảm nhận bàn tay của cô lướt trên da thịt của mình Không gian rơi vào im lặng tới mức Nghe được tiếng hít thở của cả anh và cô Đã vậy Bụng của Bạch Vân lúc này liên tục ra lên ủng ủc Khiến cô xấu hổ tới mức muốn độn thổ Hồi sáng cô có ăn tô mì chay nhưng chuyến hướng dẫn đoàn khách du lịch tham quan đã tiêu hết năng lượng của cô. những tưởng được ăn một bữa cơm ngon lành tại nhà hàng nổi tiếng. Không ngờ gặp phải sự cố, sang đầu giờ chiều vẫn chưa được ăn gì, nên bụng của cô mới lên tiếng biểu tình như vậy. Cô đang kéo chiếc khăn tắm xuống để bôi thuốc lên vết đỏ trên mông của anh, thì có tiếng bước chân đi vào phòng, khiến cô nơi giật nảy cả mình, ném luôn tiếp thuốc đang cầm trên tay xuống giường. Bạch Vân đứng thẳng người nhìn về hướng thì thấy Hoàng Hải đang ngây ngang tiến về phía giường. Cô ấp úng lên tiếng. Em... em chào anh ạ. À. Anh tên là Hoàng Hải. Dạ vâng, em chào anh Hải. Em cứ tiếp tục làm việc đi. Ánh mắt cảnh sát của Bạch Vân nhìn ra hướng cửa. Cô sợ Hương Ly vào sẽ nhìn thấy cô đang đụng chạm vị trí nhạy cảm của Thiên Vũ thì tiêu đời. Mặc dù không biết mối quan hệ của Hoàng Hải và Thiên Vũ thế là thế nào, nhưng thấy anh tự tiện xông vào phòng của Thiên Vũ thế này thì cô nghĩ rằng mối quan hệ của hai người không hề đơn thuần Vì vậy cô nói Em một thuốc cho anh ấy sắp xong rồi Còn một chút chỗ mông nữa thôi Anh bôi cho anh ấy giúp em nhé Em hỏi Vũ xem nó có đồng ý cho anh làm thay em không Vũ không đáp lại Hoàng Hải Mà lập tức nhảy xuống khỏi giường Đi tới tủ Lấy quần áo Ngang nhiên đứng mặc trước sự có mặt của Hoàng Hải và Bạch Vân Bạch Vân xấu hổ không kịp suy nghĩ Thì vừa ôm quần áo rơi của Thiên Vũ đi ra ngoài Xui xẻo Là cô vừa đi được vài bước Thì nhìn thấy Hương Ly đứng ở cửa phòng Cô không biết cô ta đứng đó từ bao giờ Cô nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi hay không Bạch Vân khẽ gật đầu với cô ta Rồi đi lướt qua người cô ta đi ra ngoài Lúc Bạch Vân đi ngang qua người cô ta Bất ngờ bị cô ta Xìa mũi giày chắn đường Khiến cho Bạch Vân bị ngã sấp mặt trong khi bạch vân còn đang nằm ở trên sàn nhà với vẻ mặt đau đớn thì hương ly đã ngồi thụp xuống vừa ôm lấy mũi giày vừa hướng vào trong phòng la lớn ôi trời đau quá cô đi đứng kiểu gì đấy bạch vân nén đau đứng dậy chỉ thẳng vào mặt của hương ly nói là cô đi đứng kiểu gì mới đúng cô cố tình ngáng chân tôi khiến tôi ngã cô không xin lỗi à mà còn già mồm cái gì cô là người sai lại còn dám to tiếng với tôi phải không cô vụ oan cho tôi mà nghe Hương Ly và Bạch Vân lời qua tiếng lại. Thiên Vũ lật đật chỉnh lại quần áo rồi đi tới ôm Hương Ly đứng dậy. Cô ta làm em đau sao? Dạ vâng. Để anh kiểm tra xem có bị sao không? Không cần. Lát nữa về phòng em tự kiểm tra được mà. Trong khi Hương Ly không bị làm sao, có người dịu dậy. Còn Bạch Vân thì chật vật mãi mới có thể đứng dậy. Hành động một lời nói quan tâm của Thiên Vũ dành cho Hương Ly không những khiến Bạch Vân ngứa mắt mà còn khiến cô ngứa cả tai Cô lên tiếng bảo vệ mình Cô ta cố tình ngáng chân của tôi khiến tôi ngã đấy Lúc này Máu ở vị trí mắt cái chân phải của Bạch Vân Bị hương ly xía chúng Đã chảy ra một góc nhỏ của tất vải giày Vậy nhưng Bạch Vân không cảm nhận được gì Có lẽ lúc này nơi ngực trái của cô còn đau hơn Hương Ly thì ngược lại Mặt cô ta nhăn nhó Cứ như thể là sắp tới ngày tận thế đến nơi Cô ta làm bộ không đứng vững tựa người vào ngực của thiên vũ mà nhõng nhẽo. Là cô ta không nhìn đường, vấp vào chân em, mà còn đổ lỗi cho em nữa, nói rằng em không có mắt. Thiên vũ khẽ đặt lên trán của Hương Ly một nụ hôn rồi nói, mắt cô ta có vấn đề đấy, lần sau gặp cô ta em cứ tránh xa cô ta ra là được. Dạ vâng, em mang cơm về cho anh, đang để ở ngoài phòng ăn đấy, anh ra ăn đi cho nóng đi. Bạch Vân rất muốn nhảy bổ vào miệng của Thiên Vũ Bật lại anh rằng Mắt của anh mới là có vấn đề Khi bị cô ta qua mặt Nhưng mà cô cũng chẳng hơi sức đâu Đứng đây xem hai người họ Sâu ân ái nhau Nếu cô có đứng đây phân bua đúng sai với hai con người này Xác định là cô sẽ thua toàn tập Bởi vì trong mắt của Thiên Vũ Hiện tại Cái tên Bạch Vân gắn liền với những gì xấu xa nhất Dơ bẩn nhất và đĩ điếm nhất Bạch Vân dơ bộ đồ cô đang cầm trên tay Nói với Thiên Vũ Tôi đi giặt đồ Giờ xong tôi sẽ mang trả cho anh Thiên Vũ nhớ mày nở ra một nụ cười nửa miệng. Tôi đã quy ra số tiền rồi. Nếu mà cô không quay lại cũng không sao. Tôi sẽ nói với giám đốc công ty du lịch Sài Gòn trừ vào tiền lương hàng tháng của cô. Nếu có thể, Vân rất muốn tận cho cái gương mặt kia một trận. Hiện tại một mình cô đi làm lo cho bốn miệng ăn. Nếu trừ tiền đồ và tiền lương hàng tháng của cô thì cả nhà cô chỉ còn nước treo niêu nhịn đói. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.